Xin chào các bạn, mình là Hải Vũ và hôm nay clip này thì mình chỉ quay cho các bạn xem chiêm ngưỡng về một số cây bonsai mini ở đây. Đó. Và nhà vườn này thì rất là nhiều cây bonsai mini và rất là nhiều loại các bạn. Và clip này thì mình chỉ quay cho các bạn xem và tìm hiểu trước về một số cây ở đây. Một số cây ở đây thì mình thấy cũng khá là đẹp. Và mình chỉ quay cho các bạn xem và tìm hiểu và không báo giá cây nào hết. Tìm hiểu ở đây là số 01 Trương Chí Cương ở Tam Kỳ, Quảng Nam các bạn. Rất là nhiều cây đẹp. Các bạn xem lại, mình sẽ đi tổng quan khu vườn này cho các bạn xem. Và lý do mình không báo giá thì các bạn cũng đã nắm bắt rồi, thì có nhiều bạn yêu nghệ thuật cây thì giá cả thì mình mỗi cây có mỗi giá khác nhau. Có nhiều bạn không yêu nghệ thuật thì lại chê, nên Hải Vũ sẽ làm quay cho các bạn tìm hiểu, và nếu các bạn thích cây nào thì hãy liên hệ trực tiếp với lại nhà vườn Thiên Hương ở Tam Kỳ, Quảng Nam các bạn. Thì giá nhà vườn đưa ra thì có sẵn, nhưng mà các bạn phải các bạn đưa ra thì các bạn giao lưu thì các bạn phải trả tiền ship, nên giá thì phải cao hơn giá thực tế, đó là chuyện đương nhiên. Đó, có nhiều bạn không biết thì tại sao cây này giá cao, cây này giá thấp, đó là mình không lý giải được, tại vì đó như các bạn xem cây này thực tế ở ngoài thì cũng rất là đẹp, nhưng mà phải nếu các bạn muốn giao lưu thì phải cộng thêm vài trăm tiền ship, thì giá thành thì cũng rất là hơi cao với giá thực tế. Nên clip này mình chỉ quay cho các bạn tìm hiểu thêm về một số. Các bạn nào thích thì hãy điện thoại trực tiếp đến chủ nhà vườn Thiên Hương. Và anh chủ nhà vườn Thiên Hương này cũng đang có đó, có một cái chương trình là làm giá trực tiếp cho các bạn xem, và các bạn đây là giá tại vườn, và nếu các bạn muốn giao lưu thì hãy cộng và tính tiền ship với đủ giao lưu được với các bạn được. Và đây theo như mình thấy thì cũng có một số cây đã được báo giá trực tiếp đó. Giá này là giá tại vườn các bạn đó, ví dụ như cây khí găng này là giá 5 triệu này các bạn, là giá tại vườn. Và nếu các bạn muốn giao lưu thì các bạn cộng vô tiền ship là bao nhiêu rồi các bạn tự là các bạn đã hiểu rồi đó. Bây giờ cái giá vườn này là cái giá này là giá bán tại vườn, và giao lưu với các bạn như thế nào các bạn hãy tìm cách hỗ trợ với Hải Vũ để Hải Vũ có nhu cầu giao lưu với các bạn. Như cây linh sam này có giá trực tiếp của giá vườn này các bạn, giá vườn là 2,5 triệu đó. Và theo như mình đoán thôi các bạn đó, theo như mình đoán cây này
giá tại vườn là 2,5 triệu, mà nếu các bạn muốn giao lưu thì giá ship cộng vô tiền ship khoảng mình đoán là các bạn khoảng 300 tiền ship, 300 hơn là mình ship toàn quốc cho các bạn đó, thành ra 2,8 triệu, và tiền ship cộng với tiền công nữa các bạn. Ai đi ship cho các bạn, ai là người đi ship cho các bạn? Chủ nhà vườn chỉ bán tại chỗ thôi đó. Nên các bạn phải hiểu, chứ không phải là mình giao lưu mắc. Những clip Hải Vũ trước giờ Hải Vũ làm là đều hỗ trợ cho các bạn 100%, không hỗ trợ cho các bạn 100%, không có tính công cán gì hết, hỗ trợ các bạn và hỗ trợ nhà vườn nữa các bạn đó. Như các cây này lên sam này 2,5 triệu, và các bạn sẽ tính ship vô trong đó, tính ship lẫn công ship nữa. Ai là người đi giao ship cho các bạn và ai là người chịu trách nhiệm, và giá ship là bao nhiêu đó. Cái này clip này thì chúng ta sẽ tư vấn với nhau. Nếu có gì thì các bạn cứ bình luận dưới phần tin nhắn cho Hải Vũ. Cái này cũng rất là khó các bạn ơi. Và sẵn đây chúng ta sẽ tham khảo cây linh sâm các bạn. Cây linh sâm này có cái giá là 2,5 triệu. Đó, là giá này là giá tại vườn. Đó, và Hải Vũ sẽ cùng các bạn tham khảo về cái giá. Đây là giá tại vườn. Còn theo như mình đoán cái này đó, cây này mà giá ship toàn quốc tầm khoảng 400. Và người đi ship là ai, và người chịu trách nhiệm của các bạn là ai, và là cái giá thực tế là bao nhiêu đó. Và mình và Hải Vũ và cùng các bạn tham khảo về cái diện giao lưu này. Nếu mà các bạn giao lưu thuận tiện thì Hải Vũ sẽ làm thêm nhiều clip để giao lưu với các bạn. Đây là một việc cũng rất là nan giải đó các bạn. Và clip này thì mình cũng đang và giới thiệu cho các bạn về một số cây, nhưng mà thực tế thì mình và các bạn đang cùng nhau nan giải cái việc mà nếu mà các bạn giao lưu được thì ship thế nào và ai là người chịu trách nhiệm để ship, và ai là tiền ship là bao nhiêu, và tiền giá cây thực tế ở tại vườn là bao nhiêu đó. Nhiều bạn mà không biết về nghệ thuật á, thì sao Hải Vũ với giao lưu mắc đó, các bạn đã thấy thực tế rồi đó. Giá cây thì đã có sẵn tại vườn, và người giao ship là Hải Vũ, và người đóng thùng cũng là Hải Vũ. Và Hải Vũ hồi làm clip tới giờ là Hải Vũ hỗ trợ các bạn và hỗ trợ nhà vườn 100%, và cho đi không cần lấy lại các bạn. Hải Vũ không cần các bạn và nhà vườn hỗ trợ gì hết, miễn sao là các bạn và nhà vườn kết nối và giao lưu vui vẻ và hợp tác vui vẻ là Hải Vũ sẽ làm thêm nhiều clip nữa đó, hỗ trợ các bạn. Miễn sao các bạn giao lưu vui vẻ và tìm được những cây mình yêu thích là Hải Vũ sẽ làm tất cả cho các bạn. Và theo như mình thấy những cái bình luận ở dưới tỷ phần tin nhắn thì mình cũng rất là khó chịu à, nhưng mà nó cũng khác với thực tế. Các bạn mua cây với một giá đúng và phải chịu thêm phần tiền ship và tiền đóng thùng và người giao ship, nên thành ra cái giá thành nó rất là cao.
À. Nên các bạn mua giao lưu qua ship thì phải hiểu việc đó. Có nhiều bạn nhắn tin rất là khó chịu. Để chị điện cho con Thủy đó. Chị điện lại cho em nghe. Và đây các bạn, đây là một cây linh sâm các bạn. Đó, có giá sẵn là 1,2 triệu. À, số điện thoại của anh Thắng là 0906 679 679 các bạn. À, các bạn nếu muốn giao lưu thì hãy điện thoại trực tiếp đến chủ nhà vườn. À, những cây ở đây đều có bảng giá hết rồi các bạn. Đây là cụm cây linh sam này, một giá 1 triệu rồi các bạn. Nhìn bộ gốc đế này. À, đây là cây khế gân các bạn, đó có giá tại vườn là 7 triệu. Các bạn xem lại. À, các bạn xem và tìm hiểu thêm về một số cây. Đây là một số cây siêu mini các bạn. À, rất là nhỏ, rất là dễ chơi. À, ha. Và có giá sẵn là 300 nghìn. Một cây trà phúc kiến siêu mini. 300 nghìn các bạn. Đó, mình sẽ tìm hiểu cho các bạn một số cây và các bạn giao dịch với lại anh chủ nhà vườn Thi Hương ở đây. Vì mình giao lưu cho các bạn mà có nhiều bạn nói rất là khó chịu vì mình phải cộng tiền đóng thùng và cộng tiền ship vô trong đó thì giá thành thì nó cũng khá là cao. Đó, như cây sum núi này có cái giá là 600 nghìn, có bộ gốc đế là như vậy đó các bạn. Như thế mình thấy là cũng khá là đẹp, không phải dễ gì tạo được những cây simini như vậy. Các bạn tìm hiểu thêm về một số cây simini ở đây. Đây là cây mai chỉ thủy các bạn, là có giá tại vườn là 800 nghìn các bạn. À, các bạn tìm hiểu thực tế, giá thực tế ở đây. Những cây giá thực tế ở đây cũng rất là dễ chơi. Những cây như thế này là giá càng thang các bạn, 300 nghìn. Các bạn xem kỹ lại, rất là dễ bưng bê. Và những cây này thì các bạn muốn giao lưu thì hãy điện trực tiếp đến chủ nhà vườn Thiên Hương. Và số điện thoại là mình cập nhật cho các bạn rồi đó, 0906 679 679 các bạn, anh Thắng các bạn. À.
chúng ta đi tham quan tiếp về một số cây Chimney ở đây. Đó, các bạn xem lại, đây là cây sâm núi các bạn, sâm núi giá 1 triệu các bạn, giá tại vườn. Đây cũng là một cây sâm núi có cái dáng thế, đây là giá 500.000 các bạn, giá tại vườn các bạn. Thì cũng có một số khách thì cũng có một số khách thì cũng yêu nghệ thuật thì cũng giao lưu và cũng đã chấp nhận và với tiền ship và tìm đóng thùng đó, cho các bạn. Và cũng có một số khách là đã không chấp nhận những cái đó thì cũng đã bình luận rất là khó nghe. À, bây giờ mình cũng đã đưa ra giá thực tế cho các bạn xem, giá tại vườn. Các bạn giao lưu với lại anh chủ nhà vườn Thiên Hương. Đây là cái trà Phúc Kiến các bạn. Với giá tại vườn là giá trà Phúc Kiến là giá 500.000. Đó. Và đây là cây càng thang giá 250k. Những cây cũng khá là đẹp. Cây càng thang này có cái giá là 600.000 đó các bạn nhìn. Rồi các bạn giao lưu thì hãy cộng tiền ship vô đó. Tiền ship vô và hãy điện thoại trực tiếp với anh Thắng. Làm clip này thì mình biết chắc chắn là các bạn không giao lưu được à, nhưng mà mình làm để cho các bạn tham khảo về một số giá và thực tế và cộng các bạn phải chịu tiền ship, cộng tiền ship vô với giao lưu được các bạn ạ. Và đó, như theo như các bạn, một cây cây linh sam này có cái giá là 600.000, nếu mà các bạn ship toàn quốc thì bao nhiêu tiền. Như theo như mình nghĩ, ship toàn quốc cây linh sam này tầm khoảng 300.000. Và ai là người chịu trách nhiệm giao ship và ai là người đóng thùng cho các bạn, và các bạn phải cộng vô tiền đó nữa với thực tế được các bạn à. Rồi, clip này thì mình cũng đã quay và có giá thực tế cho các bạn về một số cây bonsai ở đây. Các bạn tìm hiểu thêm, nếu các bạn muốn giao lưu thì clip sau Hải Vũ sẽ báo giá thực tế và cộng tiền ship. Nếu các bạn nào ưng ý thì Hải Vũ sẽ làm thêm vài clip sau nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.